Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Hậu Công Mình. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2021, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International đã tổ chức họp báo chính thức chào đón tất cả các thí sinh đến tham dự cuộc thi sau 14 ngày cách ly tại khách sạn và 4 ngày nhập cuộc với nhiều hoạt động thú vị như chụp ảnh photo shooting, tham quan các điểm đến nổi tiếng của Bangkok, Thái Lan, học làm món Thái, thư giãn trong buổi dạ tiệc trên du thuyền. Và đặc biệt trong buổi họp báo có sự xuất hiện của hai thí sinh Kenya và Nigeria đã từng có kết quả dương tính với Covid-19 trong lúc cách ly. Hai người đẹp đã bày tỏ sự biết ơn to lớn đối với tổ chức Miss Grand International vì đã chăm sóc rất chu đáo để có thể nhanh chóng khỏe mạnh và quay trở lại với cuộc thi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng qua nhan sắc của 63 thí sinh cùng với màn hô tên quốc gia đầy thú vị trong buổi họp báo này nhé. Đại diện nước chủ nhà Thái Lan. Hiện tại, 4 thí sinh Pakistan, Bolivia, Cuba và Ấn Độ vẫn đang thực hiện cách ly vì đến dự thi muộn nên không thể tham dự buổi họp báo chào mừng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video cập nhật này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới nhất về các thi hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào!